Em đã thấy, em đã nghe rõ tất cả rồi. Tôi là người như vậy đó, tồi tệ, tàn nhẫn, độc ác. Sống bên em tôi chán chường, mệt mỏi. Tôi không còn thiết gì ở đây nữa. Tôi chán cái ngôi nhà tẻ lạnh, tôi chán cái xóm đá khỉ ho cò cái này. Tôi cần những khung cảnh mới lạ, những con người mới lạ. Tốt nhất mình nên xa nhau đi. Xa nhau thôi. Mình phải xa nhau. Không còn một cách nào nữa đâu Thanh ơi. Xa nhau. Xa nhau mà ngờ ngợt chẳng hiểu gì sao. Xa nhau giữa lúc gia đình yêu vui, vợ chồng êm ấm. Tôi đã bảo là tôi không phải là chồng của em nữa mà. Anh đối xử với vợ em như vậy đó à? Thành cô. Dạ. Trời ơi, con khổ quá trời. Trời ơi. Thôi, con vào trong ru bé Tâm ngủ đi con. Đi đi con. Tôi đã nghe hết những gì anh nói với con Thanh. Mấy bữa nay anh đối xử nó như thế nào, anh rượu chè bê tha làm sao tôi đều biết hết. Con có giấu ai đâu. Ờ, con là vậy á. Thật không ngờ có những lúc anh lộ bộ mặt con người bất nhân bất nghĩa. Bây giờ cha đã rõ tất cả rồi còn gì. Nhưng mà con Thanh đến nỗi nào đâu. Anh đốt đuốc tìm khắp thiên hạ không được một đứa con gái đẹp người đẹp nết như nó. Nó lại hết mực thương chiều ông. Là trên xóm dưới ai cũng cho là vợ chồng ông tốt phước. Họ lầm, tất cả họ lầm rồi. Chẳng lẽ tao cũng lầm nữa hay sao? Ông khóc à? Không. Thoáng liếc qua tảng đá, ta cũng biết được tảng đá đó là cái tảng đá gì, có dùng được hay không. Chẳng lẽ nhìn người ta lại người khác hơn đá. Người luôn luôn là một sinh vật tinh ranh nhất trong cõi đời này. Có lẽ bẩm sinh tôi một thằng khốn nạn. Bẩm sinh tôi một thằng khốn nạn. Đứng lại. Mày ở lại đây, mày trả lời tao được biết con gái tao làm gì. Mày sinh khi mày đẻ rút. Mày cưới mày sinh đâu phải muốn trò để mày tự quyền tung hứng. Rồi chợt dứt ngang khi muốn thay lòng. Mới dùng phụ dòng mày dở trò bướm ông cháu tử. Quên ngày lạc nước tới đây, cha con tao đã ân cần đùm bọc. Rồi mày mang lính cờ cơm áo gọi mày no ấm mày nhờ ai hả? Bây giờ cha kể ơn với tôi ra. Không, tao đâu có cần ẩn nghiệt của kẻ đầu đường một gia hai. Nhưng mà con gái tao nuôi từ nhỏ đến giờ tao cấm, tao không cho bất cứ một ai làm nhục nhã kề. Rồi mày ngoảnh mặt làm ngơ. Mọi chuyện như trong đêm nay, tôi đứng đây chờ ông hành đồng. Chém giết bạch dầm ông tao tuổi quá tụng sức ra mọi nhưng chẳng. Nhưng mà trước khi tao bỏ cái nghề cải sơn phá thành, tao sẽ đứng thẳng cầm dao mà trừ đi đức phản phúc vô nghị. Tao giết mày nhìn ơi. Thì ông hại với tôi đi chứ lưỡng lự làm chi mà không cho tôi cái chết. Chết là để chấm dứt một câu chuyện tình đầy mộng mị quang thiên. Để tôi vĩnh viễn ngon nợ trần, đục khoét dần dần trong tim tôi. Sông chẳng khác con bèo trôi. Hồi tay vào lửa đã dâng cao, sau lại cũng đầy yếu mềm không
mày không phải là đứa hư. Mày như vậy là mồ côi với con Vịnh ơi. Cái năm cái cô không còn thiên sông rồi, trong muôn triệu kẻ làm người, con là mỡ là nhòi kinh tởm nhất. Quận khúc nào đang chất chứa, cha con mình chia sẻ có được không? Điều ta thể nổi quan kiên, con không còn đủ sức như gì con. Vịnh, bình tĩnh lại con. Vịnh, chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe đi con. Chuyện gì vậy con? Hả? Nói. Ờ. Phải. Con phải nói. Nói đi con. Nếu con không nói ra thì con điên, con loạn trí mất. Con phải nói. Nói đi con. Cha ơi, Thanh. Theo cha ra ngoài này, ra ngoài này chỉ có hai cha con mình, dễ giải bài tâm sự hơn. Chuyện gì vậy con? Hả? Cha, điều con sắp nói ra, tưởng đâu là sẽ không bao giờ có được ở trên cõi đời này, như vậy mà nó lại có. Nó đến với chính con. Trời ơi trời. Bực tình con. Có cha đây nè. Chuyện gì vậy Vịnh? Hả? Cha ơi. Sao? Thành không? Sao? Thành là... Là gì? Cha ơi. Là gì? Là em gái ruột của con. Mày nói lâu. Trời đó lại là sự thật. Thanh là con bé bầu, là em gái ruột của con. Đứa em cùng mẹ cùng cha cùng chung huyết thống, mà giặc ngã loạn ly đã xé ra làm lạc lòng. Trời khi không bóng đảo lộn quay cuồng, tại ta nghe như sông động bão buồn. Con nói những gì con tình hay sai? Điều đó là sai, em đây là mộng. Con đã là thiên đàng, con bỏ con đi đâu đây? Thành con đang tròn mộng quá. Mày lửa Vịnh, quay lửa bên đau người ta khuấy đục trời, giết từng con người, giết từng trái tim. Trước mắt con bây giờ là bóng đêm, sau lưng đen ngòm hổ thẩm. Cha bảo đi, cha dạy đi, bây giờ con phải làm sao? Con phải làm cái gì bây giờ? Con Thanh nó hay biết chuyện hay chưa? Dạ chưa, Thanh chưa biết gì hết. Thanh chỉ biết con là một đứa bê tha, một đứa rượu chè be bét. Chỉ biết vậy thôi, nhiều đó thôi. Thà vậy con này. Dạ. Cho đến chết cũng đừng bao giờ cho nó biết cái chuyện trái đạo này. Dạ. Con. Con là thằng lính, con đủ can trường để chịu đựng đắng cay. Còn con Thanh nó trăng ngần như một áng mây.
một cái điều đau khổ như thế này thôi tưởng chừng nó không sống nổi. Thế một sáng sốt bất thường, nó chết mất Vĩnh ơi. Con sẽ đem chuyện này con chôn sâu quan mộ. Con sẽ giấu kinh cho đến ngày con chết con không nói gì hết. Cha bây giờ con làm sao, con làm cái gì bây giờ cha ơi, con không biết. Đi. Ai đi? Mình. Tại sao con đi? Đi thật xa, đi càng xa càng tốt. Đi ngay bây giờ, đi tức khắc. Đừng bao giờ trở lại cái xóm đá này nữa. Con đi mà con đền tội đất trời với dòng họ với tổ tông. Cái tội là người. Mà không được làm người. Con hiểu rồi, con đi. Xin đem cha con đi. Thuyền nhà mình dưới bến. Lấy đi con. Đi mạnh giỏi Vĩnh ơi. Đi. Cha ơi, còn tâm con của con nữa. Không Vĩnh, đâu rồi, con ruột của con. Cha, nó đang ngủ rồi không biết gì đâu. Nó còn nhỏ lắm. Con phải tránh cho nó cái nỗi đau mà đời này hứng chịu con. Đừng cho con tôi biết. Đồng ông con tôi còn nghe thôi. Con tôi còn trong trắng. Đừng bao giờ cho con tôi biết cái chuyện khốn nạn này. Đừng bao giờ ai cho con tôi biết cái chuyện tàn tệ này. Hãy giấu con tôi đi. Hãy giấu tôi. Đi. Tâm. Ngủ đi con. Ngủ đi con. Trời khuya